Chiến đấu cơ không người lái X-47B đã cập tàu sân bay USS Harry Truman, vốn đang neo đậu tại bang Virginia. Đây là mẫu tiêm kích không người lái đầu tiên của lực lượng hải quân Mỹ và là thành quả sau 5 năm nghiên cứu phát triển của tập đoàn quốc phòng Northrop Grumman. USS Harry Truman là tàu sân bay đầu tiên tiến hành thử nghiệm mẫu máy bay không người lái này. X-47B được thiết kế để xuất phát từ một tàu khu trục và việc cất cánh hạ cánh cũng như việc sử dụng vũ khí đều được điều khiển hoàn toàn bằng máy tính. Mẫu máy bay không người lái này có khả năng tự động thực hiện nhiệm vụ được lập trình sẵn, bao gồm các chiến dịch do thám và tấn công mục tiêu với tầm hoạt động lên đến gần 3.000 km. Được biết, cuộc thử nghiệm từ căn cứ trên bộ đã thành công rất tốt đẹp. Tuy nhiên, các kỹ sư thừa nhận điều kiện hoạt động ngoài khơi là những thử thách mà mẫu máy bay không người lái này chưa bao giờ được trải nghiệm.